Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Xuân Đình Audio. Video buổi tối ngày hôm nay là ngày 14 tháng 6 thì Xuân Đình lại quay trở lại cái thời kỳ đời đầu tiên mà Xuân Đình lập nghiệp, thì Xuân Đình bán về những cái dòng bộ dàn thì cũng rất là lâu rồi, mấy năm rồi, thì hôm nay Xuân Đình mới có dịp về được một cái bộ dàn rất là chất lượng để phục vụ cho các bác. Vừa rồi thì Sơn Đình có test bằng những bản nhạc không lời để kiểm tra cái chất bát của những cái dòng này. Thì đây là một trong những bộ dàn chung rất là đáng chơi của hãng Pioneer. Model của dòng này là Pioneer P925. Đây là một bộ dàn chung. Và không phải là những cái bộ nào mà Sơn Đình cũng nhập đại trà để bán cho các bác. Vì để nói về chất âm của những cái dòng này thì nó cực kỳ là hay. Cấu hình của loa thì rất là khủng. Loa này thì sử dụng là bát 18 gân mút màng carbon. Toàn bộ 5 châm kép, một chung 10 cm và một thép đôm cũng đều sử dụng 5 châm kép, và hệ thống phân tần của những cái cặp loa này thì nó rất là khủng, nó chẳng khác gì những cái dòng loa bass 30 dời to đùng đâu. Cho nên cái chất âm của những này tiếng đánh rất là lực, lỗ thông hơi ở phía trước. Thì cái đời của những cái dòng dàn chung của Pioneer thì nó có rất là nhiều, nhưng lại thì để nói về những cái dòng mà hay, tiếng bass tốt, lực cũng như chơi được đa thể loại nhạc thì đây là một trong những bộ dàn rất là hay trong cái tầm tiền. Cửa hàng Xuân Đình thì hôm nay về duy nhất chỉ có một bộ này thôi, cũng không có nhiều. Các cái tính năng nữa là đều hoạt động hoàn hảo hết, ngoài trừ là cassette này. Cassette này thì bao giờ ông vậy, cái dây cura của nó rất là mỏng, cho nên nó là dẹt, cho nên khi về qua bao nhiêu năm tháng sử dụng dây nó bị mục hết rồi. Xuân Đình thì cũng không test cassette, nhưng mà chỉ biết là dám chắc với các bác là nó sẽ bị mục hết rồi. Còn chỉ test cho các bác là CD hoạt động tốt đấy, Equalizer cũng như âm ly thì đều hoạt động tốt, và kết nối thiết bị bên ngoài qua đường điện thoại máy tính cũng đều hoạt động hoàn hảo. Còn cái cassette này thì nó mang mục đích chính là trưng bày cũng như nó đồng bộ của một bộ dàn, thì Xuân Đình không có vệ sinh cũng như không có thay dây cura cassette làm gì cả, để chỉ để cho nó đồng bộ thôi. Còn quan trọng nhất vẫn là chất lượng của những bộ này. Đây là một bộ dàn hàng bãi Nhật nội địa, điện 100V. Và những dòng 925 này thì được đánh giá rất là cao. Nếu như bác nào mà đã từng chơi qua về những bộ dàn chung thì các bác cũng biết được cái chất lượng của những cái dòng này, tiếng cực kỳ là hay so với tầm tiền. Đây thì Xuân Đình sẽ quay chi tiết cho các bác từ từng chiếc loa, e căng của loa tháo rời ra bên ngoài. Đây là cấu hình của loa: bát 18 gân mút màng carbon, một chung 10 gân vải màng carbon và một thép đôm, toàn bộ đều là 5 châm kép 2 tầng, phân tần rất là lớn. Loa này thì có kích thước chiều cao là 44, chiều ngang là 22, và chiều sâu của loa thì nó đạt khoảng độ tầm 27. Góc cạnh nguyên bản không có spa mông má gì cả, được sản xuất tại Nhật Bản luôn. Trở kháng của loa là 6 ohm, công suất là 75W, số series của nó là 14, made in Japan. Đấy. Kể cả các bác đánh rời những cặp loa này, đảm bảo các bác chất âm chẳng khác gì những dòng loa thùng to. Đây là chiếc loa còn lại, Sri bên này cũng trùng Sri luôn, 925 đồng bộ theo máy, căng cước đầy đủ và rất là đẹp, loa còn nguyên zin, đã test loa đều hoạt động hoàn hảo hết. Còn đây là về bộ dàn, thì bộ dàn này thì chỉ có Xuân Đình không có kịp lau keo kỹ càng cho các bác thôi, nhưng mà ngược lại thì test thấy nó kêu tốt, như nó đang hoạt động hoàn hảo thì đăng lên để phục vụ cho các bác. Size của bộ dàn này là size 26. Thì 26 cộng mấy chiều ngang của hai cái loa cộng lại thì bề ngang của cả bộ này là 70. Còn chiều cao của loa là 44, chiều cao của dàn là 40. Điện 100V. Dòng này thì Xuân Đình đã test các tính năng. Đây, kể cả là đĩa CD này. Đấy. Đĩa còn mắt mũi rất là tốt. Buông tay cái nó nhận đĩa rồi. Báo bài và hoạt động hoàn hảo luôn. CD thì nó có sử dụng là nguồn rời riêng biệt. Nếu như các bác không sử dụng thì các bác có thể tắt nó đi cũng được. Còn đây là thớt thứ hai, là thớt Equalizer. Thì nó có chế độ đèn để đèn nháy Equalizer này, tắt bật Equalizer này. Và đây thì nó sẽ có cái chế độ để chỉnh Equalizer. Thì các bác sẽ chọn vào cái đường Equalizer này. Đó là để lên bên trái, bên phải, lên trên xuống dưới. Thì đây Xuân Đình di chuyển cho các bác. Lên trên xuống dưới thì tùy theo các cách để các bác sử dụng. Đấy. Dòng này thì cái phần hiệu ứng trên cái equalizer rất là tốt. Còn thớt thứ ba là thớt âm ly.
Thất âm ly này thì nó có một cái tích hợp mà nó là kèm cả radio đấy, đài đây. Thì các bác nhìn đây nó có phím chọn đường vào. Thế rồi các bác đang chơi chọn CD thì các bác chỉ cần bấm vào phím CD là nó sẽ có tiếng đấy. Và nếu như các bác sử dụng tuner thì các bác chọn tuner thì đèn tuner nó sẽ hiển thị luôn đấy. Còn nếu như đây đài thì các bác dò đài bằng cái phím chọn này. Đài hàng nội địa thì nó chỉ có 90 thôi, 8990. Còn đâu là hàng trẻ em ở Cambodia, kể từ sau các ca tử vong tại Cambodia, có hàng trăm trẻ tử vong tại Indonesia. Đài đó tốt. Còn các bác kết nối thiết bị bên ngoài qua cái đường gọi là LD trên BS này, hoặc là đường VTR này, hoặc là đường DAT trên video, thì đằng sau nó có đều có cái đường input để các bác sử dụng. Đấy. Còn ngoài ra nữa thì dòng này nó có cái đường gọi là super bass. Tức là khi cái dòng này thì nó có hai chế độ. Chế độ đầu tiên thì nó là chỉ là super bass bình thường, nhưng sang chế độ thứ hai màu đỏ đậm thì cái tiếng bass nó sẽ lực hơn và các bác sẽ được sử dụng cái tiếng bass hay là gọi giải trầm qua cái đường volume to nhỏ này. Để nó tăng giải trầm rất là tốt. Nếu như các bác mà nghe những bản nhạc DJ hoặc là những bản nhạc sàn cần bát lực thì cái chức năng này sẽ có nhiệm vụ như vậy. Còn dưới này là cassette. Đấy. Cassette thì đầu từ vẫn còn rất là mới, nhưng mà dây cu doa chắc chắn đã mục rồi. Và số đỉnh thì cũng chưa có kịp thử luôn, để biết là test cho các bác cũng như các cái tính năng của CD, âm ly, equalizer hoạt động tốt. Đây thì đang là nhạc có bản quyền nên số đỉnh không test nhạc, và các cái tính năng thì nó đều hoạt động hoàn hảo. Rất ít khi để về những bộ dàn như này, cho nên Xuân Đình phải giới thiệu thật chi tiết để các bác về cũng những biết cách sử dụng. Đây là các cái đường cắm tích điện bên ngoài này. Đấy. Các bác có thể cắm qua đường VGL này, LD này, hoặc đường VT. Đấy, rất là nhiều cổng vào. Điện 100V, đây là cầu dây loa. Đấy. Các cái bộ này thì thiết kế kết nối với nhau bằng các cái sắt cáp, những cái cáp này rất là bền. Ngoài trừ là các bác cắt hoặc là nhà các bác gọi là bị để bị chuột nó vào nhà nó cắn thì khó tránh được. Còn nó bình thường thì những cái đồ này thì chắc chắn đảm bảo cũng như bảo hành cho các bác nó bền đến lúc là dàn hỏng thì thôi, còn cáp thì không bao giờ hỏng được. Đấy. Cả một bộ như này Xuân Đình hôm nay bán giao lưu với các bác mức giá chỉ có 4.500.000 đồng, dàn Pioneer 925. Đây là một trong những bộ dàn rất hay của dàn chung của hãng Pioneer. Nếu bác nào mà đang cần chơi những cái bộ dàn chất lượng thì không nên bỏ qua. Ở bộ này thì các bác cứ chơi rất tốt, phòng 30m², đảm bảo các bác là cái tiếng bass của dòng này đánh rất là lực và rất là hay so với cái tầm tiền các bác bỏ ra. Xuân Đình xin phép kết thúc video tại đây. Mọi thông tin các bác có nhu cầu thì cứ alo trực tiếp cho Xuân Đình theo số điện thoại trên bài. Cảm ơn các bác đã theo dõi video và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Xin kính chào.